Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Tôi là Mẫn Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ đi chia sẻ cho các bạn về một cái chủ đề gọi là Thinking in the Dark. Thinking in the Dark tức là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách mà chúng ta sẽ tư duy để mà chúng ta lập trình, để mà chúng ta xây dựng nên cái website với lại cái công nghệ Dark được hiệu quả nhất. Thì để tìm hiểu về cái chủ đề Thinking in the Dark thì các bạn đi vô cái trang tài liệu của cái công nghệ Dark là cái trang negocy.dark.org này, và các bạn dùng Doc này. Rồi các bạn đi tiếp đến cái mục main concept này. Rồi theo thì các bạn đọc cái phần cái bài Thinking in the Dark này. Thì trong cái trang tài liệu này thì thằng Dark nó cung cấp cho chúng ta một cái file gọi là file Thinking in the Dark này. Thì ở đây thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn các test này, hoặc là các best tactics hay là mấy cái tip để cho các bạn thể tư duy và sử dụng cái công nghệ Dark này hiệu quả nhất. Thì ở trong cái trang này thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái bước để mà các bạn thể tư duy để mà làm việc được với cái công nghệ Dark này này. Thì đầu tiên là cái test 1. Thì ở trong test 1 này thì chúng ta sẽ phân chia cái trang giao diện, cái trang UI của chúng ta thành một cái cây cầm lần. Thì khi mà các bạn bắt đầu một cái dự án nào đó thì cái người designer người ta sẽ đưa cho các bạn một cái file thiết kế cái giao diện của cái website bằng Photoshop hoặc là bằng Figma. Thì từ cái file design của họ thì các bạn có thể phân chia cái trang giao diện của nó thành một cái cây cầm lần với rất là nhiều cái cầm lần lớn nhỏ khác nhau. Rồi ở trong mỗi cái cầm lần thì các bạn cũng có thể phân chia cái cầm lần đó thành nhiều cái cầm lần nhỏ hơn nữa. Thì ví dụ ở đây thì nó có một cái file design cho một cái trang giao diện này. Thì ví dụ ở đây nó có một cái trang giao diện, có một cái menu search này, rồi nó có một cái ô checkbox này, rồi có cái label này, rồi ở dưới này thì nó có một cái nick danh sách này. Đó thì ở đây thì họ hướng dẫn cho các bạn phân chia ra rất là nhiều cái cầm lần lớn nhỏ khác nhau này. Rồi theo là cái đến cái test thứ hai. Thì ở cái test thứ hai này thì chúng ta sẽ đi xây dựng nên một cái trang giao diện static hay là xây dựng nên một cái trang giao diện tĩnh ở trong cái công nghệ React này. Thì ở cái test thứ hai này chúng ta sẽ đi design, chúng ta sẽ code mấy cái code như là HTML này, CSS để mà build nên một cái file website ở cái dạng static. Rồi theo là đến cái test 3. Thì ở cái test 3 này thì chúng ta sẽ đi xác định cái tay hay là cái trạng thái mà có thể phải sử dụng ở trong cái ứng dụng của chúng ta. Thì ví dụ như là ở trong cái website của chúng ta cần phải xử lý tính toán hay gì đó thì chúng ta cần phải có các biến tay để mà xử lý cho nó. Thì cái test 3 này chúng ta sẽ đi xác định cái biến tay để mà xử lý ở trong cái ứng dụng của chúng ta. Rồi theo là đến cái test thứ tư. Thì ở cái test thứ tư này chúng ta sẽ đi xác định cái nơi mà các biến tay hay là nơi mà các biến về data của chúng ta nó sẽ tồn tại á, thì chúng ta sẽ có cái test thứ tư này. Rồi theo là đến cái test thứ năm. Thì ở cái test thứ năm này chúng ta sẽ thêm cho nó một số cái function hay là một số cái hàm để mà xử lý mấy cái luồng dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có cái test thứ năm này. Thì sau đây chẳng hạn như tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn phân tích một cái website qua thực tế, và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn cách tư duy để mà chúng ta lập trình để mà chúng ta thiết kế lên cái website của chúng ta. Thì chẳng hạn như ở đây tôi có một cái trang giao diện là website Flower Shop, là một cái website bán hoa chẳng hạn. Thì cái trang giao diện của nó thì các bạn sẽ xem thấy cái trang giao diện của nó như sau. Thì trên cái trang giao diện này thì các bạn thấy là nó có rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Thì ví dụ như ở trên này thì các bạn sẽ có cái phần menu nắp ba này, hay là cái phần menu header này. Rồi theo thì các bạn sẽ có cái phần danh sách slider này. Rồi theo thì các bạn thấy là có một số cái phần như là phần danh sách mấy cái service ở đây này. Rồi theo là cái phần về danh sách sản phẩm này. Đó, rồi theo là cái phần our mission and vision này. Rồi theo là cái phần danh sách cửa hàng này. Rồi theo là cái phần footer này. Thì ở ngoài dự án thực tế thì người ta sẽ đưa cho các bạn một cái file design bằng Photoshop hoặc là một cái file design bằng Figma chẳng hạn. Thì khi các bạn nhìn thấy một cái trang giao diện mà được thiết kế bằng Photoshop hay là bằng Figma chẳng hạn, thì ở các test đầu tiên thì các bạn sẽ phân chia cái trang giao diện của các bạn thành nhiều cái cầm lần khác nhau. Thì chẳng hạn như là đối với cái trang giao diện website này thì đầu tiên thì các bạn sẽ phân chia nó thành nhiều cái cầm lần, như là cầm lần nắp ba này, cầm lần slider này, rồi cầm lần về service này, rồi cái cầm lần về nick danh sách sản phẩm này, rồi cầm lần về footer vân vân này. Rồi theo thì ở trong cái cầm lần chẳng hạn như cầm lần nắp ba này thì các bạn có thể phân chia cho nó thành nhiều cái cầm lần nhỏ nữa, chẳng hạn như là cầm lần về logo hay là cầm lần về tên thương hiệu. Rồi theo là cái cầm lần về chức năng search này. Rồi theo là cầm lần về chức năng dò hàng này. Rồi theo là mấy cái cầm lần về menu item. Rồi có thể là có mấy cái cầm lần như là cầm lần icon chẳng hạn.
Thì khi mà làm việc với lại cái công nghệ đấy thì các bạn sẽ phân chia cái cộng đồng của các bạn hay là phân chia cái trang giao diện của các bạn thành nhiều cái cộng đồng lớn nhỏ khác nhau. Thì ngoài dự án thực tế thì khi làm việc thì những cái người mà quản lý trong dự án ví như là project manager này hoặc là team lead thì người ta sẽ assign cho các bạn các task mà tương ứng và phù hợp với cái level của các bạn. Rồi tiếp theo thì ở cái test thứ 2 và test thứ 3 thì các bạn cần phải đi xác định nơi mà các biến tay của các bạn cần sử dụng để mà xử lý. Thì chẳng hạn như ở trong cái ứng dụng này thì chẳng hạn như ở đây thì tôi có cái giỏ hàng này, thì cái giỏ hàng này thì tôi cần phải có một cái biến tay để xử lý, để mà lưu trữ mấy cái phần như là phần sản phẩm ở trong cái giỏ hàng này này, tôi cần phải có một cái biến tay để xử lý cho cái trường hợp giỏ hàng này. Hoặc là đối với cái trường hợp cái phần về chức năng search này thì các bạn cũng cần phải có các biến tay để mà xử lý cho cái chức năng search này. Rồi theo là cái test thứ 5 thì ở test thứ 5 thì chúng ta sẽ đi tạo ra các hàm để mà xử lý cho mấy cái nguồn xử lý về data, rồi mấy cái nguồn về xử lý logic vân vân. Thì chẳng hạn như là đối với cái chức năng giỏ hàng này này thì ở bên dưới thì chúng ta cần phải có các function để mà xử lý cho cái chức năng giỏ hàng này. Thì để mà làm được một cái website có cái giao diện như này thì các bạn cần phải có rất là nhiều cái kiến thức khác nhau. Ví dụ như là các bạn cần phải có kiến thức về HTML này, về CSS này, về Bootstrap này, về Matologize này. Rồi các bạn cần phải có các kiến thức để mà xử lý logic. Rồi các bạn cần phải có kiến thức về làm việc với lại RESTful AI để mà lấy ra một cái nick danh sách data ở cái phần API, và các bạn show lên cái nick danh sách data ở dạng JSON lên trên cái phần giao diện này. Đó thì ở trên Udemy ấy, thì tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu với lại Bootstrap, Matologize. Thì ở trong này thì tôi có hướng dẫn cho các bạn về rất là nhiều cái chủ đề khác nhau, như là về các main concept, các thuật ngữ ở trong cái công nghệ React này. Rồi tôi cũng hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng CSS này, Bootstrap này, Matologize này, Icon này. Rồi xử lý về cái phần điều hướng vân vân. Rồi xử lý về cái việc mà làm việc với lại RESTful AI này. Đó. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về React thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì cái video hôm nay tôi sẽ up lên cái kênh YouTube và tôi sẽ để cái link tới cái khóa học này của tôi ở trên cái phần mô tả của cái video của tôi. Thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó, thì hôm nay thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.